đó. Đồ con điện đồng ạ. Bốn con kìa. Chạy 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 nó bốn không? Xem anh ta khỏe mà chút nha. Là được chơi con tôm sụp thịt lặng phía sau vậy. Được chơi là phóng như điên lên. Còn bây giờ đông lắm. Giờ con 20 người tụi nó chạy lên thì xuống lên. Rồi rồi đây đây đúng này, đây đúng này. Một thằng. Giờ tối rồi con. Đâu, anh Liêu Smoker ra ruộng luôn. Rồi, anh này cũng ra ruộng luôn không? À, đù, chưa. Anh này ta lái chúng quá. Đâu. À, thấy đâu, đụng anh Liêu Smoker. Đụng mấy anh. Chạy cái gì? Sao được mà. Đâu gỗ.